con gái phải để cho người ta từ từ á, mấy cấp càng lâu người ta càng đẹp. Cô dâu mất tích rồi. Tại sao phụ nữ nhà này gặp chuyện hoài vậy ta? Cô nuôi thẳng tiếng. Lại. Ngày hôm nay anh có một cái bất ngờ dành cho em. Thật đó hả? Thiệt. Nhà anh bị phá sản rồi.